Kính chào quý vị và các bạn, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mỗi video. Xin kính chúc các khán thính giả thân thiết đang theo dõi video này một ngày nhiều niềm vui, nhiều yêu thương và hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng năm 2023 Quý Mão. Năm sinh: năm 1972 Nhâm Tý. Mệnh: tàng đố mộc, cây dâu tằm. Nam mạng tuổi Nhâm Tuất thông minh, tài trí, đức độ và là người có tính cách phóng khoáng, dám làm dám nhận. Năm 2023, nam mạng tuổi này bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, gặp hạn thiên la. Để biết chi tiết tử vi nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972 năm 2023, mời quý bạn đọc tham khảo video sau. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng năm 2023. Người sinh năm 1972 mệnh mộc, tang đố mộc, tức gỗ cây dâu. Nam mệnh Nhâm Tý thuộc cung khảm, thuộc đông tứ mệnh. Vào năm 2023, Nhâm Tý 1972 bước sang tuổi 52, tính cả tuổi mụ. Năm 2023 là năm Quý Mão, năm con mèo, kết nạp âm mệnh kim, mà tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Theo ngũ hành thì kim khắc mộc không tốt. Xét về địa chi tuổi thì tuổi Tý và tuổi Mão thuộc quan hệ bình hòa, không đẹp cũng không xấu. Năm 2023 không hẳn là năm thuận lợi, thành công đối với người sinh năm 1972. Cần cẩn thận hơn khi làm ăn, không nên vội vàng, nóng nảy để tránh thất thoát tiền của, vướng phải thị phi. Hơn nữa năm 2023 có sao Vân Hớn chiếu mệnh, đây là một trong 9 sao xấu đối với cả nam và nữ mạng. Người bị sao này chiếu tính cách thường trở nên nóng nảy, bảo thủ hơn. Do vậy, dễ vướng phải thị phi, xảy ra các vấn đề liên quan đến giấy tờ, kiện tụng. Tuy nhiên, sao này không quá xấu, có thể dễ hóa giải. Quý bạn cần để ý lời ăn tiếng nói, không nên quyết định hay hành xử khi nóng giận. Chuyện gì có thể bỏ qua thì nên cho qua. Như vậy thai ương, vận hạn sẽ dễ dàng hóa giải, cuộc sống gia đạo nhẹ nhàng, ấm êm hơn. Năm Quý Mão, nam Nhâm Tý sẽ gặp vận mã ngộ đao, ngựa gặp đao. Mã ngộ đao hiểu đơn giản là con ngựa chiến bị đao kiếm làm tổn thương. Bản mệnh là người xung phong, hăng hái nhiệt tình trong công việc của mình cũng như giúp đỡ người khác, nhưng kết quả thu được lại không như mong muốn, thậm chí còn bị vu oan giá họa. Vì vậy, khi gặp vận niên này, bản mệnh cần thận trọng, tập trung để giải quyết chuyện của mình, tránh làm việc bao đồng mà hại đến thân. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng năm 2023. Xem sao hạn năm 2023, nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972 bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là một trong 9 sao hung tinh của niên hạn, gây ảnh hưởng cho cả nam mạng và nữ mạng, thường khiến tinh thần bản mệnh bất an, không kiềm chế được cảm xúc, gia đạo bất hòa. Nam mạng Nhâm Tý bị sao Vân Hớn chiếu mạng sẽ gặp điểm không may về công danh, quan trường bất chắc, dễ vướng thị phi, đặc biệt đối với tháng 2, tháng 4 và tháng 8. Vận hạn tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng năm 2023. Trong năm 2023, nam mạng sinh năm 1972 gặp phải hạn thiên la. Hạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình và xã hội. Gia chủ dễ vướng phải thị phi, kiện tụng, giấy tờ và tiêu hao tài chính. Gặp hạn thiên la thì dễ mâu thuẫn nhỏ nhặt, ghen tuông vô lý. Do đó quý ông nên cẩn thận, cố gắng nhường nhịn, tránh nói lời nặng nề để giữ được hòa khí gia đình. Bản mệnh gặp hạn thiên la có thể gặp những điều sau: các mối quan hệ tình cảm không ổn định, nhất là quan hệ vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Nếu không khéo léo xử lý rất dễ dẫn đến cảnh vợ chồng ly tán, đối phương ghen tuông vô lý dẫn đến tranh cãi. Tâm lý căng thẳng, lo sợ, buồn bã, dễ mắc các bệnh trầm cảm, thiếu tập trung, đau đầu, mất ngủ về đêm, ngủ chập chờn không sâu giấc. Hạn thiên la chủ về tâm lý, nên để hóa giải nạn này, bản mệnh cần cố gắng giữ cho tâm lý vui tươi thoải mái, tránh lo lắng suy nghĩ quá nhiều. Bạn nên dẹp bớt tính cầu toàn trong khi thực hiện các công việc, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nếu cần thiết, bạn có thể tìm đến những chuyên gia tâm lý để được tư vấn kỹ hơn về tinh thần của mình. Thái tuế, không phạm, tam tai. Phạm tam tai năm thứ nhất, tuổi kim lâu, phạm kim lâu, kim lâu tử, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, lục hoang ốc. Đối với nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972, hạn và sao chiếu mệnh năm 2023 không quá xấu, dễ hóa giải. Chủ yếu cần vững tinh thần, suy nghĩ tích cực,
lạc quan hơn thì sẽ xua tan muộn phiền. Để hóa giải hạn trong năm nay, Nam Mạng sinh năm 1972 nên giữ tinh thần thoải mái, không nên đưa cảm xúc công việc vào đời sống tình cảm, cần nhường nhịn, tránh áp đặt suy nghĩ và tư tưởng của mình cho người khác. Năm nay công việc bình ổn, do đó quý bạn nên tận dụng thời gian này dành cho gia đình nhiều hơn. Đây là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm gia đình. Vận trình tử vi năm 2023 của Nam Mạng tuổi Nhâm Tý 1972 được thể hiện qua 4 phương diện sau: công việc, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, công việc, sự nghiệp Nam Mạng sinh năm 1972 bình thường, không có nhiều biến đổi vào năm 2023. Quý bạn không nên đầu tư hay phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong năm này. Năm Quý Mão 2023, mệnh ngũ hành bị khắc và địa chỉ tuổi Bình Hòa không quá đẹp. Do đó, năng lượng bản mệnh bị tiêu hao, tính tình dễ nóng, mất bình tĩnh. Quý bạn cần cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả tốt. Ngoài ra tuổi Nhâm Tý 1972 cần cố gắng giữ gìn bản mệnh, nhường nhịn lời nói để tránh mâu thuẫn với đối tác, xảy ra bất hòa hay kiện tụng. Các hoạt động thể thao lành mạnh sẽ giúp tinh thần minh mẫn hơn, sức khỏe dồi dào và tập trung trí lực khi làm việc. Về mặt tài vận, xem tử vi cho thấy năm 2023 tài vận của Nam Mạng tuổi Nhâm Tý 1972 ở mức bình thường. Tài vận đang dần đi vào mức ổn định, không nên vội vàng hay cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát tiền của. Ngoài ra, công chuyện gia đình có thể tiêu hao khá nhiều tiền của, do đó không nên phung phí, cần sắp xếp ổn thỏa công việc để chuẩn bị tốt khi có việc bất ngờ. Về mặt tình cảm, tình duyên trong năm 2023 của Nam Mạng tuổi Tý không được tốt, bị sao Vân hớn chiếu mệnh nên tính tình tuổi này khá nóng, bảo thủ, đôi khi trong gia đạo xảy ra bất đồng quan điểm. Bên cạnh đó, năm này gặp hạn thiên la nên dễ tiêu tốn tiền của, vợ chồng khắc khẩu, cần nhường nhịn nhiều hơn, không để cao cái tôi tránh chuyện bé xé ra to. Quý bạn nên cân bằng thời gian cho gia đình và công việc, dành thời gian quan tâm vợ con, không áp đặt quan điểm và lắng nghe để thấu hiểu cho các thành viên. Từ đó các mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết, gia đình êm ấm, gắn kết với nhau hơn. Về mặt sức khỏe, sức khỏe trong năm này khá tốt, ổn định. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chủ quan đối với sức khỏe của mình. Cần dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, không nên lao lực quá nhiều vào công việc. Như vậy sẽ giúp tinh thần thư giãn, thoải mái hơn. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 Nam Mạng năm 2023 theo 12 tháng. Tháng 1, đầu năm công việc và gia đạo ổn định, yên ấm. Bản mệnh có nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm gia đình, nên lắng nghe và quan tâm đến ý kiến của con cái. Tháng 2, tháng này tiền tài dễ thất thoát. Quý ông nên cẩn thận khi làm ăn, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm. Tháng 3, tháng này có cơ hội tiếp xúc với những nhân tố tài giỏi, giúp ích cho công việc. Những người này có thể đưa ra lời khuyên giúp quý bạn hoạch định được đúng bước đi cho kế hoạch sau này. Tháng 4, đây là một trong 3 tháng trong năm quý bạn, nên đề phòng kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt tiếng công việc, danh tiếng của Nam Mạng Nhâm Tuất 1972. Tháng 5, công việc đang dần có sự thay đổi, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Kết quả ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều năng lực và cách giải quyết của quý bạn. Tốt nhất trong năm nay nên giữ thái độ bình tĩnh, suy xét kỹ càng trước khi hành động. Tháng 6, công việc tháng này sẽ gặp một số thử thách, nhưng nó sẽ nhanh chóng qua đi. Quý bạn vui vẻ đón nhận thì hiệu suất làm việc càng cao, khó khăn càng nhanh qua. Tháng 7, đây là khoảng thời gian tốt cho Nam Mạng phát huy năng lực của mình. Công việc trong tháng sẽ có nhiều chuyển biến tốt. Tháng 8, tháng này bản mệnh cần chú ý lời nói, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt. Tháng 9, công việc thu được những kết quả nhất định, gia đạo yên vui. Tháng 10, tiền tài ổn định, tài chính gia đình đầy đủ, không tốt cũng không xấu. Áp lực công việc và thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, do đó bản mệnh cần chú ý và quan tâm bản thân hơn. Tháng 11, trong tháng này công việc có thể thay đổi khá bất ngờ, cần chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó. Tháng 12, công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này, đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành. Do đó, quý ông tuổi Nhâm Tý tránh nóng vội,
nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong quý gia chủ đón xem một cách hoan hỉ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai.